Nhật ký 97. Đức tin chao đảo dưới ảnh hưởng này. Cuộc chiến đấu thật kinh hoàng. Linh hồn cố gắng hết sức để bám chặt lấy Thiên Chúa bằng một hành vi ý chí. Được phép của Thiên Chúa, Satan càng lộng hành. Đức cậy và đức mến bị thử thách. Những cám dỗ này thật ghê rợn. Có thể nói, Thiên Chúa nâng đỡ linh hồn trong thầm kín. Tuy linh hồn không nhận ra, nhưng nếu không có điều ấy, có lẽ linh hồn không thể đứng vững. Và Thiên Chúa quá biết, người có thể tha phép những gì xảy đến với một linh hồn. Linh hồn bị cám dỗ, đừng tin tưởng các chân lý mặc khải và đừng chân thành với cha giải tội. Satan rỉ rón: Hãy xem, có ai hiểu ngươi đâu? Tại sao lại tỏ lộ tất cả chuyện này làm gì? Những lời ấy làm linh hồn kinh hãi, cứ văng vẳng bên tai, và dường như chính linh hồn cũng đang thốt ra những lời ấy để chống lại Thiên Chúa. Linh hồn thấy điều không muốn thấy, nghe điều không muốn nghe. Và thật kinh khủng nếu như linh hồn không có một cha giải tội từng trải. Linh hồn một mình ì ạch, vác tất cả gánh nặng. Tuy nhiên, linh hồn phải nỗ lực hết sức và tìm cho được một cha giải tội kinh nghiệm, vì họ có thể bị quỵ ngã dưới sức nặng và đã đến sát bờ vực thẳm. Tất cả những thử thách này rất nặng nề và gian nan. Thiên Chúa không gửi cho các linh hồn chưa được tiếp nhận vào nghĩa tình thân mật với người và nếm hưởng những hoan lạc thiêng liêng. Hơn nữa, ở đây Thiên Chúa có những chương trình riêng mà chúng ta không sao hiểu thấu được. Thiên Chúa thường chuẩn bị linh hồn như thế cho các chương trình và công cuộc lớn lao của người trong tương lai. Chúa muốn thử luyện linh hồn như một thứ vàng tinh ròng. Nhưng đây chưa phải là kết thúc cuộc thử thách. Còn một cuộc thử thách vượt trên các thử thách khác. Linh hồn bị Thiên Chúa ruồng rẫy. Nhật ký 98. Cuộc thử thách trên các thử thách. Bị ruồng bỏ, tuyệt vọng. Khi linh hồn khải thắng những cuộc thử thách trước kia, mặc dù có thể vấp ngã đây đó, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng và khiêm tốn kêu cầu Thiên Chúa: Lạy Chúa, xin thương cứu, kẻo con chết mất. Và linh hồn vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, đến lúc này, linh hồn còn bị chìm ngập giữa bóng đêm kinh hoàng. Linh hồn thấy nơi mình chỉ toàn tội lỗi. Nó cảm thấy hãi hùng, thấy đã bị Thiên Chúa loại bỏ hoàn toàn. Nó thấy mình là đối tượng bị Thiên Chúa ghét bỏ. Chỉ còn một bước chân nữa là linh hồn đến chỗ tuyệt vọng. Linh hồn cố gắng hết sức để tự vệ, ra sức khơi dậy niềm tin, nhưng lời cầu nguyện ấy biến nên một cực hình cho nó, dường như chỉ khiến cho Thiên Chúa thêm thịnh nộ. Linh hồn thấy mình chới với trên vách đá chót vót, sát bên bờ vực thẳm. Linh hồn được lôi cuốn đến với Chúa, nhưng lại cảm thấy bị cự tuyệt. Tất cả mọi đau khổ và cực hình thế gian này chẳng là gì nếu sánh với cảm giác mà linh hồn đang bị đẩy vào, tức là bị Thiên Chúa loại bỏ. Không ai làm cho linh hồn được khuây khỏa. Nó hoàn toàn cô độc, không được ai chở che. Linh hồn ngước mắt về thiên đàng, nhưng đinh ninh thiên đàng không có chỗ cho mình. Đối với nó, tất cả đều đã mất mát.
linh hồn ngày càng lún sâu hơn vào tăm tối này đến tăm tối kia. Dường như vĩnh viễn đã đánh mất Thiên Chúa, là đấng trước kia nó đã từng thiết tha yêu mến. Ý nghĩ đó là một cực hình không lời tả xiết. Nhưng linh hồn không đầu hàng và cố gắng vươn tầm nhìn về thiên đàng, nhưng vô ích. Điều này làm cho nỗi cực hình càng thêm ghê rợn hơn nữa. Nếu Thiên Chúa muốn giữ linh hồn trong cảnh tăm tối như thế, thì không ai có thể đem lại ánh sáng cho nó được. Một cách sống động đầy kinh hoàng, linh hồn cảm thấy bị Thiên Chúa loại bỏ. Từ lòng nó phát ra những tiếng than não nề, thống thiết đến độ không một linh hồn nào hiểu thấu, trừ phi chính Ngài cũng từng trải qua thử thách như vậy. Trong thảm cảnh đó, thần dữ còn chút thêm thống khổ cho linh hồn và chế giễu: "Ngươi còn lì lợm trung thành nữa không? Phần thưởng cho ngươi đấy, ngươi nằm trong quyền lực của tao rồi." Nhưng Satan chỉ có thể chì chiết linh hồn đến mức độ Thiên Chúa cho phép mà thôi. Vì Thiên Chúa biết chúng ta có thể chịu đựng đến đâu. Satan eo xèo: "Ngươi được những gì qua sự khổ chế và qua sự trung thành với luật dòng của ngươi nào? Tất cả những cố gắng ấy ích lợi gì cho ngươi đâu? Ngươi đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ rồi." Hai tiếng ruồng bỏ trở thành một nồi lửa xuyên thấu qua mọi tế bào thần kinh, thấu tận xương tủy. Nó xuyên thấu toàn thể hữu thể. Cơn thử thách này lên đến cực điểm. Linh hồn không còn tìm sự trợ giúp ở đâu nữa. Linh hồn co rúm lại với chính mình và không còn nhìn thấy gì nữa. Như thể đã chấp nhận cực hình bị ruồng bỏ. Đây là giờ khắc tôi không còn lời gì để nói. Đây là cơn hấp hối của linh hồn.